Xin chào bà con đã đến với kênh Hoa Gạo TV. Hôm nay chúng tôi sẽ đi đánh quả kích của anh Thịnh. Thịnh Phạm. Bạn 12A của anh Thắng. Ngon. Lại về rán là ngon. Quá ngon luôn, mày ngon rồi. Ui nó phi cái bắt đi anh. Con ấy không bắt nữa, mẹ bắt con gì? Con này phải hai lạng ấy. Ui mưa này. Lắm. Thế sầu lọc đánh không? Chắc được, tôi đảm bảo được. Thằng nào đụng vào tôi phải giải cho mớ mồm. Nó thật mà. Biết bây giờ tôi chơi với ai không? Đánh bằng 5 ấy. Chùm hậu lọc ấy. Bắt. Cần riếc. Ôi, riếc kìa, riếc to nhỏ. Sửa phi. Thành niên chán thật. Cho mình nhặt luôn. Nhặt tạm. Xin chặt hả? Sao nó kiếm nó khơi xuống mà thở mới đặt ngoài. Úi giời, chép. Yeah. Sao được? Trời ơi, đáng đắt được. Phải được con. Cầm cầm cầm. Hai con đúng không? Từ 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 em. Gì? Yeah. Yeah. To đấy. Con kia to hơn. Từ từ. Chứ nó quay quay lại kích lại theo lại được. Anh bắt làm sao bắt được đống cá riếc kèm anh đừng bắt sông phi nữa. Thích cá riếc hả? Cá riếc rán giòn ngon. Ồ, gì đâu. Có thích cá chuối mới khó chứ còn cá riếc. Đấy, vớt đi cá riếc kìa. Cái loại này rán ăn ngon bánh nồi. Úi, bắt được. Đấy. Quả wow, đỏ nhờ. Đỏ lòm. To to tí là nó đỏ. Nhìn thấy con cá chú hồng. Tí nữa về cắt bạn nào có mặt tôi gửi tôi nhá. Mà Facebook mày mày cái nick thêm cái gì. Thế khi mới đâu. Nó có dùng Face đâu. Tao chả thấy con kết bạn với tao đâu. Để về xem lại. Chắc là lâu rồi không để ý cả. Thế là không tương tác với nhau nó lặn đi. Ui trời ơi. Cái cá gì. Ui. Mại mương. Trắng. Trắng xóa luôn. Kìa con gì đấy? Con riếc kìa. Con riếc mà ta. Riếc riếc mà. Nhìn tưởng nó phi. Riếc. Con cá chép. Chém chép. Bất cứ nó không mẹ cái bọn này. Bé qua không đủ miếng. Chép thì bỏ, còn riếc thì lấy là được rồi. Bé bé một tí rán giòn ăn ngon lắm, đừng có đùa. Không, cá riếc tôi không thích to lắm đâu, to xương cứng. Con gì đây? Ui con gì? To xương cứng lắm. Riếc. Chép. Riếc thì phải chép. Phải rụng. Thế nó quẩn luôn vào cái mát mình. Hôm đi với bạn Thịnh đó là. Ô. Ôi. Yeah. Ôi. Đồ phi. Đủ mà. Bắt được. To bắt được. Chưa thử xếp tiềm năng gì đâu. Chưa thấy được con chó nào thì nó mới chuối. Mà chuối cân có phải là tối anh em phải có cái để gì đây? Lại bét rồi là nhẹ á. Đúng không? Có lý do đúng không? Đó đấy, không phải nhỏ đâu. Ôi trời. Ủa rô phi. Gì đấy anh, con trong bờ ấy. Ôi. Gãy rồi. Đừng gãy. Gãy rồi. Anh kéo nó lên đi. Xem còn vớt được không? Trời ơi, con rô phi mấy con gì đông trong bờ to lắm. Rô phi, rô phi. Mấy con to nó cái vùng chảy chảy. Quẩn nước kìa thấy chưa? To mà. Giờ mắt không bắt được thì cứ bảo là nó là rô phi đấy chứ còn. Đỡ tiếc đúng không? Này. Bắt đi. Trời. Ôi thịt mẹ. Anh vợt gãy của vợt gãy này vớt khó lắm. Kiếm lấy cái đoạn đi. Có con đấy to nên là nó chịu vợt. Con đấy to nên chịu vợt. To nhở? Đừng đùa. Rô phi thế là ngon rồi. Mà cá rô phi to này mà kích ngon này, một phát nổi lên luôn này. Không vợt vợt này nó cũng không phân thua mấy nhỉ. Không vợt này nó mỏng. Nếu mà bằng cái ống ống nước nhầm thì của mình cũng có lâu cái gãy. Ống nước nó cong cong này em ạ. Nó gọi là tách giống như kiểu như ống trúc của mình ấy. Anh tí anh vớt không anh từ từ là được không hả? Ừ. Nó chỉ là cái trống này nó bị gãy không phải gãy gập nên là
châm nên không có cán cân đâu mà lo không nhấc được. Ê, cá riếc kìa, vớt đi cha. Nó chạy mất rồi. Đấy, đây con phi. Có con kia riếc thật. Hai con hồ phi nhìn thấy trắng luôn. Mẹ 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 thôi. Làm cái gì đấy, chắc đánh chuột. Mama. Mama. Kia. Bé đi. Mẹ hồ phi à? Ơi trời. Khả năng đi được mấy đường. Đi được đường bên kia ok hơn đấy. Lát nữa quay lại lo cái gì. Chào chào bác. Bắt chơi mà. Đây, Khiêm đây, đây ông Trung này. Dạ. Anh em đi nghịch một tí cho nó. Cá to lắm đâu. Được mấy con, cá riếc đấy sao mà, đừng để ra. Cá riếc càng to. Rô phi. Đây, không lấy không. Về cho. Lấy được mà hết được. Lấy nó to rồi. Ồ, được lắm, nó lấy về cho cho. Không phải lo. Phải cho ngoài sách được. Cứ giòn giá cả nặng, nó được lắm đây. Rô. Rô đồng đúng không? Trong bên này này. Quay nó to này cha. Úi giời. Ôi chạy mà có cùng chạy được cái gì? Rồi đây này là gốc bên này. Ôi rô phi đấy. Rô phi hay là được cuối. Ui. Ra bên này. Ui. Ra bên này. Ui. 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 À. Yeah. Chết mẹ mày. Chạy chạy lại, chạy lại, chạy lại. Con này. Nó trong cống, cống. Xong rồi nó lên chậm. Chí ở đây thử mò một chút mò một cái hai cái chí chết đi à. Đó đó. Rô phi. Bắt luôn cho em. Lấy to rồi, bắt đi. Con đấy to rồi. Cứ phải lo nhỉ. Cắm vào đây mà đi. Cắm vào này. Không phải đánh chứ đấy. Mà con đi quay vực video kia à. Quay cho con gốc ngay cả con ngắt chuối. Ồ gốc môi tu. Gốc chuối á. Gốc chuối á. Luôn là lậu phải lậu xuống. Trung lội được. Ôi đây đây cái thằng gốc phải đây. Chép bé. Chép à? Con gì đây? Lấy làm sao mà sách được hết mẹ. Chỉ lấy con to thôi. Hay thích cho tao đổ cho hết một loạt. Lấy mỗi con to cho mà mang về chứ. Đang nặng chết bài rồi mà ông lấy. 1/3 thôi. Không nói chung cá này cũng ngon mà. Một ba chỗ rồi. Các bà ai đâu, các bà cứ thấy cá là lấy. Ủa cái rút đi to đấy. Dùng phần cực kỳ tốt. Chọn này. Chọn là được rồi. Thật ra con đi rán. Chiên giòn lên ngon phết đấy. Mẹ vứt bà cho bà về làm cho chó nhờ mẹ nó xách. Đưa đưa cho mẹ em xách về. Mẹ lấy cá cho chó không mày. Đồ cá cái cho mẹ xách xách về. Không lấy con to thì mãi lấy đồ cá rồi lấy cứt ăn. Không, anh cần gì nên mà. Anh không ăn em ăn, em kêu ăn nhở. Đồ cá hết vào cho mẹ. Không, không thì chỉ lấy con to thôi. Lấy cá con to, cá chép thôi. Lấy cá chiếc nhá, tối ăn nhá. Em cứ đưa mẹ hết đi. Mà không thì cứ đưa về nhà đi tháng, không có gì đâu mà. Lúc sau thích. Nếu mà được nhiều thì mẹ kiếm thêm, còn không thì thôi. Đưa cho mẹ về hết đây em ơi. Đổ hết đi, rồi. Đó. Thôi. Con chia to mà, chia lại, chia ta thì nó to ấy, chia lại. Ừ. Chia lại cái đấy lúc mà để lại thứ là sau. Con lại thằng nào nó ăn hết cá khác. Bữa hôm xem bình luận mà đéo đâu rồi vậy. Toàn toàn đồ chứ em. Anh lên mạng anh xem mấy cái kênh ấy, bảo nó có cái chiêu gọi là nó máy máy vào đấy là cá nó lại lên thôi. Nghĩa là khi cá bị chìm anh cũng máy máy một lúc là cá nó. Còn kia có trên bờ mấy con ấy. Chỗ nào? Nhìn đến bờ ấy. Không nhảy làm sao? Nhảy niềm tin. Ở
Ờ thế thì con thì nhặt đi. Ý là thấy lúc bỏ đến 2 con hay 3 con mà. Ừ. Ừ. Ủa con dép kìa. Con nở kìa, nó xoay kìa. Chép coi, thắng lên. Một chép, một nửa. Hai con chép cả nhau. Nó quay quay nhìn như thế nào. Em thích một chép với lại cá liếc rồi. Em đổ hết hobby cho mẹ. Siếc em lấy sạch. Con này con chép đi. Nó không quẩn. Anh em mình còn mới cá giếc với cá rô đồng. Cứ thấy tiếc trở về đi. Không, cá hôm qua còn nhiều lắm, cá to đây. Đây là mẹ thích lấy cho chó thôi. Ông cứ bắt nó mà. Bắt về bỏ. Đi đây. Coi. Ủa mẹ con gì vụng đây. Hôm qua buồn cười. Bà lấy cái rổ bà xúc con cá rô phi mà bà ấy xúc mất 30 phút cũng không sao. Chưa phải là cái nước kia mà, nước kia nó phải tè. Cái này là được rồi, đôi khi nó cứ lên là được. Bên này làm gì có gì đâu, trong này. Hai bên nó bịt nên mất gì nữa không? Bịt không, cống không. Bịt hết đấy. Cống không. Ôi. Đùa chứ, cá rô phi đánh chạy bao thay. Rô phi phải cầm đầu. Ông mà cầm ngang người là nó. Đâu tôi biết bắt mà, nhưng mà cũng chắc suất chứ làm sao mà né được 100% không? Bởi vì ông Trung ném đến một lúc có tỉnh rồi. Nói chung là mình đánh cậu không chí lâu rồi đó. Sao nó tỉnh. Cái này nó còn ngất lâu ấy, cái kích của thằng em hôm qua vứt ra cái bọn anh chưa kịp bắt cái là nó chạy luôn rồi. Kích cơ à? Không biết. Đây các ông đi suốt thì mẹ. Em tôi nó đi bắt thì bắt chạy đường rồi, còn tất cả các loại khác không lây. Thấy trong này vẫn còn chép cái thứ là chắc là. Nó chỉ lấy cái chuối với cái giếc thôi, cái chép không lây. Ngày xưa nó bằng tuổi anh em mình ý. Học với anh em.